nó giờ đây là 30-35 triệu. Dạ. 500-600. Giờ giờ nó là 100. Giờ là 100. Dạ. Ừ, 35 triệu 500. Dạ. Bà bán giữ. Cô giữ đây, cô trồng trên đất ta. Dạ. Để sau này nó bằng giấy tờ xong, cô sang bà phá cho ngô đâu đâu đó quà tàn, nhưng mà tôi hoàn toàn yên tâm đi. Dạ. Tôi không có bà gì chịch gì cái gì với nó, cho anh gọi hỏi nó coi biết tôi lo không mà. Ờ, cái nhà trên thôi, khoảng chừng 30 triệu trở lại. Dạ, 30 triệu. Nếu như mà cô bác Mạnh Thường Quân có ai chung tay hỗ trợ tiếp thì anh Âu cũng cảm ơn và bà Hồ cũng cảm ơn. Dạ. Nói chung là thì mình nghe hứa được 15 triệu tiền nhận rồi đó. Rồi đó. Còn đợi, còn chờ. Đợi chờ. Không có sợ thì giải gì. Gia đình là nào giờ không có sợ đâu. Không được không, mày sợ hay gì không? Giải gì? Không, gia đình con không có gì đâu. Vậy là ông Tám có hỏi rồi hả? Hỏi trước rồi. Hỏi đó nó chịu. Nó chịu mới đi mua đó. Gia đình anh Tám còn đi cốt một ca nó mày sợ gì? Cô bác quý anh chị tiếp theo ở cái tại vì sợ cái clip nó dài quá nên mọi người xem sẽ nhàm chán. Nên là nữ ra là sẽ cắt cái clip này. Cùng với anh Ô, với lại ở đây là có bà Tám. Bà Tám là người hướng dẫn mua cái mảnh đất này. Bà Tám, lần này là lần thứ mấy rồi? Thứ ba hả? Thứ ba đó. Thứ ba, lần thứ nhất là 60 triệu bẻ chỉ. Sau 30 triệu. Sau thì 30 triệu bẻ chỉ nữa. Bẻ chỉ luôn. Bây giờ đồng hồ là cái này 40 triệu. Dạ. Rồi quá rồi, vất vả rồi bây giờ. Mừng quá mừng luôn. Con đi trước mới được cây cầu này thấy ghê lắm. Mình bỏ chiếc dép mình trên đó kìa. Hôm nay thì mình tại vì sợ bà Tám nói chuyện không nghe nên mình có đi mua trang bị cái thiết bị ghi âm đó, đeo lên cổ cho bà Tám đẹp gái. À, anh Ô cầm chị, anh với chị cầm tiền đó luôn để có cầm tiền gì lên. Dạ. Rồi sao bà Tám, đây là nhà, đây đây là cái nơi này là cái ghe, cái ghe của anh. Ờ. À, và đây là cái đường này nền nhà, nền nhà đây. Tôi mới bán cho không ai mua được cái nền nhà này trơn á. Có tôi à, cái nền nhà này đây. Đây. Từ cái đây là máy xong. Bên đây là máy xong. Ở đây máy xong. Nghe. Dạ. Rồi nền nhà đây nè, từ đây. Qua đây là từ bí mã đó. Qua đây 5 mét nè. Ờ, qua đây 5 mét. Từ đâu vào đó? Gốc đá đó. Gốc đá này là 5 mét. 5 mét, kéo dài vô. Giờ kéo giờ tao hậu tới mình nữa là tới lấy cốt. Người ta lại lấy cốt. Giờ ở dưới này là ra 15 thước đây nè, cắt được cái nhà. Rồi mình sẽ cắt dài nhiêu? Cắt dài ra giờ tính con cái giờ tùy con, giờ con cho bao nhiêu rồi cắt bao nhiêu đó, giờ không biết nói sao giờ. Nó xin cho được cái nền này đúc cái nền. Còn kẽm là nó 12 triệu đó. Còn kẽm 12 triệu tiền kẽm đó, còn nhưng mà hiện nay đây đến cái nhà màu đó là bao xa? Đó ra đây tới 15 thước là mà tính cắt 11 thước mà không biết có tiền cắt đủ không nè. Cái cây cắm đó là ra đây nè, ra đây rồi. Nhưng mà trên cái sổ đỏ là sao ông Tám? Sổ đỏ thì bây giờ là gì? Tôi hứa là tôi sẽ sang lại cho nó. Dạ. Nhưng mà bây giờ giấy tờ thì nó còn lu bu. Của nó lu bu giống ai á, của ông Hồ á. Tên cho nó luôn. Đó. Bộ Hồ ở bên. Nó gì chỉ gì đại thôi. Của ông Hồ. Sang ngang qua cho nó. Dạ. Thằng Hồ nó không có giấy tờ. Rồi, mai mốt sẽ sang ha. Rồi rồi. Dạ. Đúng rồi. Giấy tờ của anh nó cũng lu bu quá à. Thì nữa nói cho ta lưu tờ lu bu á. Đằng này có đừng lo. Ngang 3 năm dài bao nhiêu? Dài mấy chục. 5 dài mấy chục mét đó. Tới trong đó đó, cả bên này là đất của cô bên này. 5 dài 25 đi. Dạ. 5 dài 25 á, mình tổng tính vậy đi. Mình chưa có đo. Thì mình tới cái trụ đá làm sao nó có mấy cái trụ đá ở trên à. Cái anh bán đất này ở đâu ha? Ở Thảo Sơn luôn. Dạ. Về dữ rồi. Bán không có nói tiền bạc, đằng này giao cho cô hết trơn, cô lấy tiền để làm gì làm thì không. Sang giấy qua cho. Dạ. Giờ nói ra là 40 triệu. 40 triệu. Bên này của cô nè. Ê, mai mốt là nó khoảng thời gian bao lâu thì mình sẽ có sổ đỏ. Sổ đỏ thì ăn thua này. Đó, ăn thua hồ đó. Ăn thua hồ. Ăn thua hồ đó, bằng giấy tờ sớm nào là có nấy. Sang chỗ cho nó luôn. Dạ. Tại vì dưới anh còn phải chuyển nữa, chỉ hồ cổng chị đi mấy cha con. Mình có cái nhà người ta mới dám cho mình về đây ở. Có chuyển được. Thì anh có đồng ý mua cái mảnh đất này không? Mảnh đất này rất là ngày vui lắm rồi. Là mình cũng tiền thì Mạnh Thường Quân hỗ trợ anh mua cái nền thì quan trọng cái chỗ ở là của anh. À, chỗ ở này anh vui chấp rồi. Nhận chỗ nào thì sẽ mua chỗ đó thôi. Dạ chỗ này là dạ. Nền ở dưới á, nếu như mà cuốn nền là ông Tám là dự tính là khoảng bao nhiêu tiền? 12 triệu. Không có chắc, ông nói chắc nó cuốn nền kìa. Cuốn nền đó thì có khoảng mười mấy triệu à. Cuốn nền khoảng mười mấy triệu. Ờ. Đó, 15 triệu thấp thấp, 15 triệu. Nền tiền chế trên thì 12 triệu. Chính xác luôn hả? Thiết là mình xin rồi đó. Xin mà thiếu chút đỉnh nha, còn thiếu mà. Thiếu đó nữa mình lắp mình mua.
khoảng 12 triệu chứ mình không có chắc chắn đâu. Khoảng 12 triệu tiền chế á. Là ngang mình cắt 5 mét luôn. Ngang là cắt 5 mét luôn. Dạ, dài. Dài 11 mét. Mình bó nền lên cao khoảng bao nhiêu ha? Bó mà lên chở khoảng 4 tấc. Cao lên 4 tấc. Không dám mình nhiều đâu, mười mấy. Dưới sông rồi bó lên 4 tấc. Dạ. Mình cũng chạy ra 5 6 tấc rồi đó, 6 7 tấc, 7 tấc. Nó nói chung là mình bây giờ chỉ có tiền mua nền xong là với 4 triệu đồng thôi. Trời. Đó, thì bây giờ Mạnh Thường Quân thì sẽ liên hệ với Mạnh Thường Quân coi xem sao ha, rồi có gì con sẽ cho ông Tám với bà Tám hay. Rồi. Và trong cái phần nền này đó thì đây là cái nơi lựa chọn của gia đình anh Nôn đó, và nó gần với chiếc ghe của mình, mặc dù là đây là đất mộ nhưng mà anh Nô vẫn chịu ở đây đúng không? Dạ. Thì thôi thì cũng có đâu có chỗ nào nữa đâu. Rồi, chỗ này là quý lắm rồi. Chỗ này là quý rồi. Cái lần đó bán tôi mới điện, bữa đó tôi hỏi nhiều, đòi 200 triệu. Đòi 200 triệu chứ. 200 triệu. 200 triệu mới đất ngay chân chỗ cái. Dạ đây là sát đây kế cái nhà đó. Kế nhà nó đòi 200 mà tôi nói thôi tôi nói lên luôn, tôi không dám hỏi nữa. Vậy là còn thiếu cái phần các nhà ở trên thôi, khoảng chừng 30 triệu trở lại. Dạ 30 triệu. Nếu như mà cô bác Mạnh Thường Quân có ai chung tay hỗ trợ tiếp thì anh Âu cũng cảm ơn và bùi hộ cũng cảm ơn. Dạ. Nói chung là thì mình nghe hứa được 15 triệu tiền nhận rồi đó, còn đợi, còn chờ. Đợi chờ là sao? Dạ. Thì thôi thì hôm nay quay cái đoạn phim này cho cô bác quý anh chị xem nè. Nếu như mà được thì khoảng khi nào ấy anh đâu làm? Dạ. Được rồi, mà liền mau lắm. Dạ. Mau lắm, mượn từ thiện ta bằng mau lắm. Có tiền là bắt đầu tao mượn mấy từ thiện. Rồi cái nào thiếu chút đỉnh thì mướn người ta thêm. Tỷ gì mà cái nào khó khăn mướn người ta thêm, mau lắm. Được thì mình mướn. Đó, ngon lành luôn đó. Quay lại một lần nữa cho cô bác quý anh chị xem. Hello. Thì đằng kia đó là cái chiếc ghe của anh Ô đang ở đằng đó, và đây là một cái con đường mà từ cái đường lộ chính nó vô đây khoảng chừng ở ngoài vô đây gần 100 thước à, 100 mét, và cái mảnh đất này anh sẽ cất ở cái phần ngoài trước này, cái phần mộ anh sẽ ngoài sau, thì cái chủ đất bán thì sẽ tháng 3 này ta là anh Minh ta lấy, anh Minh là sẽ lấy cốt rồi và khi nào mà anh Ô có sổ xong á thì sẽ chuyển cái phần sổ đỏ cho anh Ô. Rồi. Được sổ không? Là giấy bằng khoáng nè. Rồi. Đây là bằng khoáng của ông chủ đất đưa ông á hả? Ừ. Nó bằng giấy luôn nè. Dạ chưa. Chủ đất con hiểu rồi, con hiểu. Chủ đất bằng giấy 8 rồi nè. 8 9 30. 30 miếng là tại Ô còn lộng cộng giấy tờ đó phải không? Ừ. Là 35 triệu, 35 triệu 500. Chưa thể 500. Anh Hà Văn Lợi ở ấp Tây Bình, Hội Sơn, An Giang. Hả? Chỉnh 13 triệu 200. 13 13 triệu 200. 242 mét vuông. Kiếp mình thiếu nữa đó. Đất sử dụng lâu dài, đất ở. Rồi. Người ta cho cái đó. Rồi con. Đâu sao? Cô lãnh đâu có sao đâu, tao bằng nơi đó hoàn toàn dễ gì. Dạ bây giờ là tiền là của Mạnh Thường Quân thì em giao cho anh Ô. Hả? Anh Ô toàn quyền xử lý sao cho nó đúng với lại cái mục đích của Mạnh Thường Quân, người ta muốn muốn giúp đỡ mình. Và đây là cái số tiền mà em mới vừa giao cho gia đình của anh. Anh có thể giao cho lại cho hai vợ chồng anh, giao cho anh Tám số tiền là nhiêu đó. Nói giờ đây là 35 triệu. Dạ. 500. 600. Dạ, giờ nó là 100. Giờ là 100. Dạ. Ừ, 35 triệu 500. Dạ. Bà Tám giữ. Cô giữ đây, cô trồng từng đất ta. Dạ. Ở sau này nó bằng giấy tờ xong cô sang bằng phán cho Ô, đâu hoàn toàn, nhưng mà tôi hoàn toàn yên tâm đi. Dạ. Tôi không có gì chịch gì cái gì với nó chân, gọi hỏi nó coi biết tôi lo không mà tôi... Với lại cái kia 35 triệu 500, với kia 9 triệu, 4 hả, 44 triệu 500. Thì bây giờ đất là 40 triệu, 40 triệu. Bà Tám giữ hết luôn, hết luôn. Bây giờ tôi điện người ta lên, tôi chồng người ta. Dạ. Thì giờ đó đất, nó đỡ đi chồng đất ta cho người ta đi, rồi xong rồi tôi đó còn nhiêu hồi dư thì trả lại nó muốn mần cái gì vậy? Thì nó lên lấy, nó mua mần chứ không có mất đồng bạc, thì nó hỏi cho vợ chồng nó coi. Dạ con cũng có quay clip hết nè, nên thành thử ra là Mạnh Thường Quân thì cứ an tâm. Gia đình anh Ô mình thì giúp đỡ gia đình Ô có, nên anh Ô cũng tin tưởng ông Tám với bà Tám. Bây giờ người ta ký giấy cho tôi rồi mà ta chưa lấy đồng bạc mà ta vẫn bán đất tôi dư thường đó. Dạ. Ta ký giấy rồi đó. Dạ. Ta không có lấy đồng bạc nào trơn, hỏi Ngô coi ngay tụi nghiệp. Mà thôi thì khi nào mà có tiền thì bây giờ còn 4 triệu mấy, thì bây giờ một là trong thời gian tuần này nếu như Mạnh Thường Quân có ủng hộ thì mình sẽ tiến hành xây cất, mình bó nền và cất tiền chế. Rồi. Còn nếu như mà Mạnh Thường Quân không ủng hộ thì nhờ bà Tám sẽ xin nhà cây. Rồi.
Okay. Rồi thì bên quân ủng hộ thì nhưng mà trong phải trong tuần này cắt cho con này, tuần sau con qua, con có nghĩa là hôm nay là chủ nhật. Tuần sau nữa, khoảng nửa tháng nữa con qua. Ví dụ như mày có vụ kiềm chế với bó nền thì mày phải cho 8 hay trước rồi dạ. Mới biết. Có tiền đâu mà mua bó nền ta làm liền. Thì đằng này tao quất cây là trong vòng ít bữa là gầu đó. Bây giờ nhờ Mạnh Thường Quân nó cho được bó nền. Bây giờ trong thời gian tuần này đi, nếu như mà Mạnh Thường Quân ủng hộ á, con đăng clip lên rồi. Thì mình sẽ cũng như con liên hệ với anh Nhuận để bó nền rồi sẽ liên hệ tiền chế. Còn nếu như mà không có ủng hộ thì bà Tám sẽ tiến hành cắt cây để cho gia đình của anh lên liền. Rồi, đó là vấn đề cấp bách. Cấp bách. Nếu mà hồ mà không liên hệ được cái vụ đó đó ha, thì lần này ta cắt cây. Dạ. Cắt cây là mình xin miễn phí hết hả? Xin miễn phí hết. Chứ xin ta mà nhưng cái nhà nhỏ. Nhà nhỏ mình ở 48 mà. Nó ngay vậy đó rồi. Nhỏ mà nó cũng mau mục hơn. Nó mau mục mà nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ được nó, cho được làm cái nền rồi thì xin sắt tiền kẽm nó cắt luôn cái nhà được thì cũng mang ơn nhiều. Cũng 30 triệu trở lại nữa. 30 triệu trở lại nhờ Mạnh Quân giúp sớm được, tôi nhờ người ta cũng vậy, cũng nhờ người ta tiếp. Rồi chị có muốn nói lời nào nữa không? Anh Ô. Rồi anh Ô kì cũng không dám nói nhiều. Ơi con, lên đây nói nghe coi. Con ước mơ cái nhà gì đó. Ước mơ nhà đấy rồi Mạnh Quân cho ta nhà con mừng. Nói sao? Mừng, con nói nghe. Nói nghe. Coi giờ con chuẩn bị nãy giờ nghe mấy chú nói chuyện rồi đó. Bây giờ con sao? Con thì nhà nó lớn lên. Nó lớn lên con. Nó con mừng. Có mừng không? Con mừng không? Có. À mừng nhiều không con? Dạ nhiều. Sao muốn khóc hay vậy? Có đâu. Có đâu hả? Có mừng. Rồi, thôi mai mốt này chắc khoảng nửa tháng nữa trở lại đây thì mình có thể có nhà mới rồi ha. Dạ. Cố gắng mai mốt, cố gắng có nhà mới thì cố gắng phụ ba phụ mẹ làm cái công việc gì đó hoặc là ha. Rồi, một lần nữa thì Bùi Hồ xin cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho gia đình của anh Ô. Đã chung tay với lại gia đình của anh Ô, còn thời gian sắp tới thì chắc có lẽ là khoảng 15 ngày trở lại đây thì anh Ô sẽ có được cái nhà, nhưng mà không biết là nhà như thế nào. Cũng là nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân cũng như là bà Tám ở đây. Dạ, nhờ dạ, Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ. Còn nhiều đó, Trung Hùng giúp là cho được có cái nhà để tiền chế, tôi mừng lắm cho nó. Dạ. Vì thôi cho cảm ơn dạ. Mạnh Thường Quân dữ lắm rồi. Dạ. Tôi ở đây là tôi không có tiền, tôi cũng có công, tôi chạy hoài. Tôi chạy dạ. hoài, tôi lo hoài cho nó đó. Chứ dạ. không biết sao giờ. Dạ. Nó ngay cũng đỡ nha. Có nghĩa là mấy cái này là bà Tám xin, với ông Tám xin hết đó hả? Ờ, xin đó. Xin mấy miếng gạch bông cũng xin. Xin mấy miếng gạch này luôn. Xin cát đá này luôn nè. Rồi tôi cũng xin ba cái thiết nè, lập nhà nè. Rồi xin rồi mà nó ngay không đủ. Cũng đâu mà có đủ. Ở đâu có bà Tám xin. Cái này người ta cất nhà còn dư. Dạ. Cô xin. Cô dạ. xin nó thôi cho tôi xin cho hồ đi. Để tỷ gì này. Ồ ngô quên. Quên tính thiếu rồi đặng mà nó đưa vô thêm rồi ta xin ta cho. Dạ. Đó, ta cho đó rồi xin nữa. Cũng nhà từ thiện ta cũng cho. Xin nữa đó, xin mà nó ngay lợp cái nhà thiếu. Nhà này của cũng xin nữa. Ở bên đây nè mà nó làm từ thiện ở trong ấy đâu có xin xe dạ. nó chở gì vậy đó. Xin ta chờ xin không đó. Cô hô cái gì cô xin được cô xin tay. Rồi điện đụng đây không có. Cô hỏi thằng đó giờ cho xin điện đặng mà có các nhà thiện chế đó. Đặng bà có cái vấn đề ông Tám với bà Tám có hỏi gì nè. Ví dụ như cái chỗ mà tâm linh gì á, mình ở rồi mình sinh hoạt thì mình có ảnh hưởng gì không? Đây hả? Không có sao, tôi cô nói rồi tỷ như mà con sửa trạng có đào xây nền mà móng hang, cô xuống, cô giái, cô cúng. Ở chứ không có sao đâu con, người mình biết ở đây mình biết người chết thì mình biết người ta mình giái mình cúng đâu đàng hoàng đó. Bởi cô sợ tao nói ê cất nhà không phải cất không nha. Để tôi xuống ngang. Đặng tôi đâm xin bông qua đồ xuống đặng mà cúng mua bánh rồi đặng cúng cô hồn rồi đây kia à. Xin phép ta mới xin được. Phép ta cúng không phải bằng ghia ngang cô có nói rồi. Phép chứ. Cô có nói rồi cô thì cô cúng. Ông bà ông xuống ông lấy cốt cái nào ông lấy cốt cúng rồi lấy cốt cúng rồi. Bằng để làm sao đó mà gì mình bằng nền nên mình phải cúng. Để giấy cúng nền đất đai ở đất đai đồ ờ chuyện rồi trời chỗ này con thấy cũng tâm linh nè. Ờ cô có nói rồi không có sao. Dạ. Thì bên kia cũng là nhà của cô chắc bên đó. Anh Ôn cũng đâu có sợ gì hả? Không có sợ. Phải nói trước đó. Không có sợ thì giải gì? Gia đình là nào giờ không có sợ đâu. Dám được không? Mày sợ hay gì không? Giải gì? Không, gia đình con không có gì đâu. Vậy là ông Tám có hỏi rồi hả? Hỏi trước rồi. Hỏi nó, nó chịu. Nó chịu mới đi mua đó. Gia đình anh Tám còn cái cốt người ta nó mày sợ gì? Cái cốt đâu sợ. Bây giờ tao tính đi mua cái nền đó đó. Bây giờ sao mày chịu không? Nếu chịu thì tao tiến hành. Dễ gì chịu đàng hoàng không sợ hả? Không nguyên đứa nhỏ thằng này con đạt cũng đâu có sợ đâu, ai đâu sợ, gia đình sống mà nào giờ đâu có sợ này đó. Mừng muốn chết rồi sợ gì
quá. Bởi vì ta cũng thấy cũng ngại ngại gì đó, con cũng thấy cũng ngại ngần, cũng ngại ngại. Cô có hỏi rồi nó chịu, nó nói con mừng quá, con ở đây con ở, nó ngay ở đây ngon lành. Nó mà nó chứ mà bên nhà ta gì đi sao? Nó nhà chắc bên.